Thưa quý vị và các bạn, đêm nay và ngày mai, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió ở trên cao suy yếu nhanh, rãnh áp thấp hình thành ở phía bắc biên giới Việt Trung, nên thời tiết các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp cao suy yếu dần, nên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Tại thành phố Hải Phòng, ngày mai được dự báo sẽ tiếp tục là một ngày nắng ráo, thời tiết mát mẻ, với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 33 độ C. Và ngay sau đây như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo chi tiết các khu vực Hải Phòng đêm nay và ngày mai.